Các bạn, xin chào, cảm ơn các anh chị các bạn đến với series video Facebook Marketing, quảng cáo, bán hàng và kiếm tiền trên Facebook. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện là giảng viên đại học, một trường đại học lớn tại Hà Nội, giảng dạy về lĩnh vực thương mại điện tử và marketing điện tử. Vâng, và tôi cũng là những tác giả mà viết một số những cái cuốn sách về bán hàng trên Facebook. Cuốn này thì xuất bản rất lâu rồi, từ 2015 cơ. Đấy, rồi tiếp theo là cuốn về Marketing Online 4.0, cuốn này thì xuất bản 2019. Vâng, cuốn Content Marketing 4.0, cuốn Kinh doanh Online, Bí mật Kinh doanh Online, và cuốn Facebook Marketing, Bán hàng và Quảng cáo và Kiếm tiền trên Facebook, xuất bản 2017, 19, 21, tái bản 3 lần. Vâng, thì như vậy là đấy là một số những cuốn sách mà tôi đã viết để thể hiện rằng là tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Hoặc là trên kênh YouTube của tôi, kênh PA Marketing, kênh YouTube PA Marketing, thì các bạn có thể nhìn thấy là được sản xuất từ năm 2016, cuối 2016, đầu 2017, và số lượng video cũng lên tới hàng nghìn video rồi. Ok, trong video này mới nhất tháng 6 năm 2023 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách tự chạy quảng cáo trên điện thoại. Tức là chúng ta có một cái điện thoại di động, chúng ta có thể cài một số cái app và chúng ta có thể chạy thao tác đơn giản. Vâng, đây là thông tin của tôi. Đấy. Số điện thoại là 0989 623 888. Vâng, Facebook là Phan Anh Online. Kênh YouTube là kênh PA Marketing, là công ty PA Marketing. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại di động hoặc là iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, vân vân. Trên các cái nền tảng điện thoại đó thì nó chia thành hai hệ điều hành chính, đó là hệ điều hành iOS dành cho iPhone và hệ điều hành Android dành cho các cái thiết bị mà chạy Android, ví dụ như Samsung hay Xiaomi vân vân. Tóm lại là nếu không phải là iPhone thì là sử dụng những cái nền tảng Android, bất kể một cái nhãn hiệu nào, trừ Windows Phone, nhưng mà Windows Phone thì bây giờ cũng rất là ít. Ok, thế tiếp theo là chúng ta có thể cài một số những cái app, một số những cái ứng dụng. Đầu tiên là app Facebook. App Facebook thì hầu hết chúng ta đều đã có app này. Thì chúng ta có thể chạy quảng cáo trực tiếp trên app này cũng được. App Messenger, tức là app nhắn tin của Facebook. Và app tiếp theo là app mà Business Suite. Và bây giờ thì họ đổi tên thành Meta. Họ đổi tên thành Meta Business Suite. Rồi Meta Ads Manager. Tại sao lại đổi tên thành Meta? Bởi vì công ty mẹ của Facebook là công ty Meta. Vâng, thì chúng ta có thể là ghi rõ vào đây là Meta luôn, không phải là Facebook nữa. Ok, đó. Thế thì cả hai cái app này thì chúng ta đều có thể chạy quảng cáo được. Bất kỳ cái app nào chúng ta cài cũng có thể chạy quảng cáo được. Chỉ với một app này thôi cũng ok. Nếu mà chúng ta sử dụng Meta Business Suite này thì chúng ta cũng có thể là quản lý fanpage, trả lời tin nhắn rất là thuận tiện và cũng có thể chạy quảng cáo. Và chúng ta sử dụng một cái app là Meta Ads Manager, hay còn gọi là trình quản lý quảng cáo của Meta. Và các bạn search Facebook cũng được. Đấy, thì một trong ba app này đều chạy được, và cả ba app này đều chạy quảng cáo được. Nó thông với nhau, nó thông với nhau. Với điều kiện là các bạn phải có app này, phải có tài khoản Facebook cá nhân này, phải có tài khoản quảng cáo chưa bị vô hiệu hóa, và phải có fanpage. Fanpage thì có hai dạng là fanpage thường và fanpage profile. Vâng, thế thì đấy là cái mà các bạn cần phải có. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng quảng cáo trên điện thoại di động bằng app, bằng ứng dụng là Meta Ads Manager. Đấy. Thế còn ở trên điện thoại, nếu mà các bạn dùng cái app Facebook màu xanh này, các bạn vào fanpage của mình xong thì các bạn đăng bài lên xong, trên page nó sẽ ở phía dưới, nó sẽ có một cái nút, đấy là nút quảng cáo bài viết, tiếng Việt là quảng cáo bài viết, tiếng Anh là promote, tức là quảng bá đấy. Ok, đầu tiên là chúng ta cài cái trình quản lý trang là Meta Business Suite. Thì chúng ta tìm cái app này. Và ở đây thì vẫn ghi là Business là Facebook. Thì chúng ta search Facebook Business Suite hoặc Meta Business Suite đều giống nhau nhá. Ở trên iPhone thì chúng ta sử dụng App Store. App Store,
tức là cái chợ ứng dụng ấy của iPhone. Vâng, còn trên các cửa hàng, trên các cái điện thoại chạy Android, ví dụ như Samsung, Xiaomi, Oppo, vân vân, thì chúng ta vào một cái app có tên là CH Play. CH là viết tắt của chữ Chrome, vâng, hoặc là cửa hàng của nó là Play Store hay là Play Chrome Store. Vâng, chúng ta vào cái app có tên là CH Play này để chúng ta tìm cái app. Vâng, chúng ta tìm cái app, vào một cái app để tìm một cái app, được chưa ạ? Đấy, thế thì chúng ta sẽ tìm cái app có tên là Facebook Business Suite hoặc là Meta Business Suite đều được. Ok. Đó. Sau đó thì nếu mà chúng ta cài cái app này xong thì nó sẽ quản lý được fanpage chúng ta. Bình thường thì chúng ta vào cái Facebook màu xanh thì chúng ta vẫn có thể vào được page nhưng nó hơi lâu. Thì chúng ta sử dụng cái Meta Business Suite này thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, và chúng ta chọn trang quản trị và để kiểm tra tin nhắn, nhắn tin, comment, bình luận ở trên fanpage. Cái này các bạn đang xem nhé, thì các bạn có thể sử dụng điện thoại trên tay bình thường để làm. Đó. Tiếp tục, các bạn có thể cài trình quản lý quảng cáo là Meta Ads Manager. Thì trước đây nó gọi là trình quản lý quảng cáo của Facebook, bây giờ là trình quản lý quảng cáo của Meta. Rồi, cũng vào App Store trên iPhone hoặc là CH Play trên Samsung, tìm cái từ khóa là trình quản lý quảng cáo hoặc là Meta Ads Manager, tiếng Anh, Meta Ads Manager. Ok. Sau đó chúng ta tải cái app mà có cái biểu tượng hình tròn màu xanh và có cái tam giác ở giữa đấy. Vâng. Thế sau khi chúng ta tải xong thì chúng ta sẽ thông với cái tài khoản Facebook của chúng ta bằng cách là chúng ta đăng nhập vào, và nếu như tài khoản Facebook profile của chúng ta có tài khoản quảng cáo rồi thì nó sẽ tự động nó thông. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái giao diện của nó ở đây. Đấy, đây tôi đang chụp bằng điện thoại cho các bạn nhìn. Đấy. Thì trên này thì chúng ta cũng có thể có rất nhiều các cái tài khoản quảng cáo nếu mà chúng ta view sang. Đấy, chúng ta view sang. Hiện nay cái vấn đề tài khoản quảng cáo thì các bạn xem thêm các video về làm tài khoản quảng cáo của PA Marketing tôi đã đưa lên. Ví dụ như là chúng ta phải mua tài khoản VIA, VIA cổ, VIA mới, VIA Việt, VIA ngoại, VIA xác minh, VIA xưa xác minh. Sau đó thì chúng ta dùng thẻ thanh toán hoặc là dùng ví Momo hoặc là VNPay để tạo tạo lập công cụ thanh toán. Thế sau đó thì chúng ta sẽ có tài khoản và chúng ta VIA sang tài khoản chính. Đấy. Thì khi VIA sang thì chúng ta sẽ có nhiều tài khoản và chúng ta sẽ chọn một tài khoản để chạy. Đấy, chúng ta bấm vào một cái nút tạo quảng cáo. Cái này nó cũng rất là dễ thôi. Có thể cái giao diện các bạn đang xem nó sẽ hơi khác một chút. Nhưng mà về nguyên tắc thì nó sẽ đều có những cái tính năng tương tự như vậy. Tạo quảng cáo. Đúng không? Đấy, và sau đó thì chúng ta chọn đến cái fanpage mà chúng ta muốn chạy. Vâng, có thể là chúng ta có sở hữu nhiều fanpage. Đấy, sau đó thì chúng ta chọn mục tiêu. Mục tiêu. Thì cái giao diện của các bạn cũng sẽ khác, có thể khác một chút. Nhưng mà quan trọng là nó vẫn có những mục tiêu, ví dụ như là lượt tương tác, lượt xem video, lưu lượng truy cập hoặc là tin nhắn, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu là ví dụ chúng ta muốn có tương tác thì chúng ta sẽ chạy tương tác, muốn có tin nhắn thì chúng ta chọn tin nhắn, muốn có truy cập vào web thì chúng ta chạy truy cập vào web, muốn chạy hiển thị thì chúng ta chọn lượt tiếp cận. Đó. Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ chọn đến cái bài mà chúng ta muốn chạy. Cái bài này thì bắt buộc là chúng ta đã phải đăng trên fanpage rồi. Phải đăng trên fanpage rồi. Đấy. Và chúng ta cũng sẽ có thể chọn hạng mục quảng cáo đặc biệt nếu như mà chúng ta chọn đó là liên quan đến tín dụng việc làm nhà ở. Thì chúng ta phải bật, còn không thì thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn đối tượng quảng cáo. Và đối tượng thì nó sẽ có cái phần địa lý, gồm có là tuổi tác, giới tính, rồi khu vực, sở thích, rồi nhắm mục tiêu bao gồm chi tiết, nhắm mục tiêu loại trừ chi tiết, nhỏ rộng, mở rộng nhắm mục tiêu. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ thao tác, ví dụ như là tuổi chúng ta kéo, đúng không ạ? Rồi tỉnh thì chúng ta chọn. Đấy, chúng ta bấm vào từng ô từng ô. Đấy, chúng ta bấm vào ví dụ như chúng ta chọn Hà Nội, chọn Hồ Chí Minh. Đấy, tuổi chúng ta chọn 27 đến 53, ví dụ thế. Đây là tôi đang làm ví dụ, thì chúng ta kéo và chúng ta thao tác trên trên màn hình điện thoại. Vâng. Thế sau đó thì chúng ta sẽ nhắm mục tiêu chi tiết về các cái loại sở thích, hành vi, nhân khẩu học, các thiết bị di động vân vân. Thì chúng ta có thể chọn hoặc là đánh vào cái ô tìm kiếm ấy. Đấy, ví dụ như sở thích thời trang, du lịch, rồi thì hàng hiệu, rồi thì mua hàng trực tuyến, đúng không ạ? Rồi thì bất động sản.
Đấy, dùng các cái thiết bị di động đời cao, sử dụng công nghệ này kia vân vân. Vâng, ok. Và chúng ta sẽ chọn theo chân dung khách hàng của Facebook. Đấy, hiện nay Facebook cho chọn rất nhiều các cái tiêu chí, bao gồm là khu vực địa lý, giới tính, tuổi tác, trong nhân khẩu sở thích hành vi. Trong nhân khẩu thì có hàng nghìn cái lựa chọn, trong sở thích thì có hàng nghìn cái lựa chọn, và trong hành vi cũng có hàng nghìn cái lựa chọn kiểu như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đầy đủ rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt ngân sách. Đấy, đặt ngân sách thì chúng ta có thể là tăng giảm cái số tiền bằng cách là chúng ta kéo kéo hoặc là sửa, kéo hoặc là sửa, hoặc là sửa số trực tiếp vào. Đấy, và chúng ta lưu ý là chúng ta đặt ngân sách hàng ngày hoặc là ngân sách trọn đời. Đấy, ngân sách hàng ngày là mỗi ngày sẽ tiêu một số tiền, trọn đời là tổng số tiền cho tổng số ngày, ví dụ như là 10 triệu cho 10 ngày. Đấy gọi là ngân sách trọn đời, còn 1 triệu cho một ngày thì đấy gọi là ngân sách hàng ngày. Thì nó quy đổi giống nhau thôi. Đấy, mình kéo nhé, mình dùng trên điện thoại. Lưu ý là trên điện thoại di động của mọi người có thể khác, bởi vì các cái phiên bản điện thoại di động nó khác nhau. Đấy, ví dụ như điện thoại Android các phiên bản nó khác nhau, điện thoại iPhone các phiên bản nó cũng khác nhau. Đấy, rồi các app cũng khác nhau, ví dụ có người app dùng cái bản mới nhất, có người dùng app bản thấp nhất. Đấy, nhưng không quan trọng, quan trọng là mình hiểu cái cách làm, cái quy trình làm, và hiểu cái thứ tự thao tác là tôi có cài cái app này, tôi có fanpage, tôi có bài đăng trên fanpage. Đấy, sau đó tôi vào tôi tạo quảng cáo, tôi chọn đến fanpage, tôi chọn đến bài đăng tôi muốn chạy, và tôi nhắm chọn đến đối tượng tôi muốn chạy, sau đó thì tôi chọn ngân sách, thế thôi. Đấy. Đấy, sau đó chúng ta chọn tùy chọn phân phối, ví dụ như là chạy tương tác thì chúng ta sẽ chọn tương tác, bài viết, chạy tin nhắn thì chúng ta sẽ tối ưu hóa cho tin nhắn, chạy hiển thị thì chúng ta sẽ tối ưu hóa cho hiển thị, mà chạy truy cập thì chúng ta sẽ tối ưu hóa cho truy cập. Đó. Thì chúng ta đặt giá thầu thì chúng ta sẽ đặt giá thầu tự động thôi. Vâng. Đấy, và đây là những cái thông tin tóm tắt về cái đơn hàng mà chúng ta vừa đặt quảng cáo với Facebook. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ bấm nút quảng cáo màu xanh hoặc là nút đặt hàng màu xanh. Thì lúc này thì nếu mà các bạn chưa có tài khoản quảng cáo thì nó sẽ đòi thẻ. Đấy, nó sẽ đòi thẻ, phải nhập dữ liệu thẻ vào. Đấy, ví dụ như là tên thẻ hoặc là ví Momo. Đấy, một số người sẽ link sang thẻ, hoặc là một số người sẽ link sang ví Momo. Thì nếu mà muốn dùng thẻ thì chúng ta phải có thẻ Visa hoặc thẻ Master, dạng debit hoặc credit đều được. Tên thẻ đây, Nguyễn Phan Anh không dấu, ví dụ thế, 16 số mặt trước của thẻ. Đấy, MMI là ngày hết hạn, ví dụ như 12/25, tức là tháng 12 năm 25. Và CVV là 3 số mã bảo mật mặt sau của thẻ. CVV là 3 số mã bảo mật mặt sau của thẻ. Thế còn nếu mà mọi người mà dùng Momo thì mọi người sẽ link sang Momo bằng cách là mọi người phải tải Momo về, rồi tải Momo về điện thoại của mình, sau đó đăng ký tài khoản Momo, sau đó nạp tiền vào tài khoản Momo, thì trong tài khoản Momo phải có tiền thì mới bắt đầu link từ Momo sang Facebook, thì Facebook nó sẽ trừ tiền từ Momo đó, và lúc đấy thì tài khoản quảng cáo của chúng ta được phải nạp tiền trước, prepaid nạp tiền trước để chúng ta chạy. Đấy, thì lúc đó thì chúng ta sẽ chạy, và sau khi chạy thì chúng ta sẽ đánh giá cái hiệu quả chiến dịch. Đấy, đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Thì đây là cái cách mà chạy với công cụ là Meta Ad Manager. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta chạy trực tiếp trên trên Facebook, chạy trực tiếp trên Facebook màu xanh ấy, thì cũng lại là một cách, hoặc là chạy trực tiếp trên Meta Business Suite cũng lại là một cách. Đấy, thì hiện nay Facebook cung cấp cho chúng ta rất nhiều app và app nào cũng chạy quảng cáo được, nhưng mà nguyên lý hoặc là cách thức thì nó không khác nhau nhiều. Đấy. Và quan trọng là chúng ta sẽ phải làm hình ảnh đẹp, nội dung hay, chương trình bán hàng tốt, nhắm chọn đúng đối tượng và chạy quảng cáo phù hợp. Còn thực tế thì hiện nay Facebook gặp rất nhiều khó khăn, chết tài khoản vô hiệu hóa, chết fanpage, rồi thì bán hàng khó khăn, rồi thì giá thầu đắt. Đấy, do tình hình kinh tế vĩ mô cũng có nhiều cái khó khăn riêng, thị trường đóng băng, rất nhiều các thị trường người tiêu dùng thắt thắt giảm chi tiêu, rồi thì doanh số bán hàng giảm vân vân. Thì nếu mà các bạn mà đang gặp những cái vấn đề liên quan đến doanh số bán hàng giảm, mà mình lại là chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ cơ sở vật chất, rồi thì mình có nguồn hàng nhập trực tiếp từ các nước về, thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp trong việc bán hàng online, bao gồm là chạy quảng cáo Facebook, TikTok, Zalo, YouTube, Google, rất nhiều các nền tảng, hoặc là affiliate marketing. Cũng có thể tổ chức các cái chương trình bán hàng livestream
Đấy, ngày hôm qua thì Apple cũng đã chính thức livestream bán hàng trên kênh Taobao của Trung Quốc. Ngày hôm qua là ngày mùng 5 tháng 6 đó. Đấy, cho nên là các cái nền tảng này bắt buộc là chúng ta phải sử dụng thôi. Còn nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều các khách hàng. Đấy, chạy quảng cáo là một trong những cái phương thức bán hàng tốt, nhưng không phải là mọi sản phẩm và dịch vụ mọi người đều có thể làm được. Nếu như sản phẩm của chúng ta không phù hợp, giá thầu của chúng ta không đủ tốt, đúng không ạ? Lợi nhuận của chúng ta không đủ tốt thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo, nó sẽ bị thua lỗ, hoặc là chạy không ra đơn. Chi phí quảng cáo rất đắt, chi phí quảng cáo bây giờ rất đắt, làm quảng cáo bây giờ rất khó, kêu nhiều lắm. Vâng, cho nên chúng ta cần phải tối ưu quảng cáo và tăng được cái sản lượng doanh số bán cũng như là chi ngân sách, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, cho bản thân cũng như là chăm sóc khách hàng tốt. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cái video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.